Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc đã tồn tại từ lâu. Chính quyền xã Nghi Xá cho rằng nguyên nhân là do nguồn nước thải từ một số nhà máy chế biến hải sản nằm trong khu công nghiệp Nam Cấm đổ ra ngoài, nhưng chưa qua một khâu xử lý nào, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài và làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Dòng nước đen kịt, đặc sệt, hôi thối nồng nặc, nằm ngay phía trước cổng nhà máy chế biến hải sản Đông Lạnh Hải An thuộc Bắc Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm. Nhiều người đi qua đây thường đặt câu hỏi, vì sao nguồn nước ô nhiễm này từng xuất hiện đã lâu nhưng không một cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để? Thì liệu người dân sinh sống ở đây có chịu đựng nổi không? Nói chung là tất cả toàn bộ các khu công nghiệp từ trên Nam Cấm đổ xuống đây là đây là cuối nguồn. Mà đây là không nơi thoát thì anh phải tránh ngược thôi. Chứ không phải là cũng trong công ty cũng có một ít mà tất cả các công ty đều có cả. Tất cả các cái là Bắc Khu C và Khu C á, thì theo quy hoạch của khu công nghiệp Nam Cấm á, là tiến hành làm tất cả các hệ thống tiêu nước và tiêu nước toàn bộ là nước trong. Không bao giờ có một cái nước bẩn, nước hôi thối nào chảy ra đây cả. Toàn cái đầu nguồn của nước trong của khu C, khu công nghiệp là nó đã là xuống ở khu vực này và không có ảnh hưởng. Nước hiện tại ở chỗ này là do hai cái công ty này. Chúng tôi phải khẳng định như vậy, phải qua kiểm tra nhiều lần. Và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra đây lập biên bản rồi. Vào những ngày nắng nóng, chị Lương Thị Linh và nhiều người dân xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc thường xuyên đến công ty Hải An và nhà máy chế biến thức ăn Minh Thái Sơn để phản ánh việc xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường ở xóm Trung Tiến vẫn là đề tài bàn luận dài cho chính những người dân đang sinh sống ở trong khu vực. Một ngày 100 công nhân làm mà hôi cái nước thải ra không qua một cái xử lý chi mà xài quá trực tiếp mương rảnh về xài rửa. Mà dân ở đây thì gần khu công nghiệp mà cái mùi mà nặng lên mưa xuống bởi là không nghe mùi bánh này. Còn bởi bởi nặng lên mưa xuống vì nước đứng đặc nè, đúng dân không thở được. Anh cứ hỏi bao nhiêu dân xung quanh đây mà chỉ mà xem họ đi ngang về lại họ có hỏi từ hỏi bà túi đi này. Dân sông đi răng mà sông mới được. Trước kia là chúng tôi là làm lúa hai vụ, mà hiện nay là chúng tôi làm lúa là không được vì là làm lúa là bị chết mòn và cây cỏ là không bán được, cây cỏ cũng lên hoa màu vẫn là không bán được. Theo phản ánh của lãnh đạo xã Nghi Xá và người dân sống ở đây, thời gian vừa qua đã có nhiều đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra. Tuy nhiên, kiểm tra xong nhưng không có động thái xử lý nên gây ra hiện tượng bức xúc trong nhân dân. Và dòng nước bẩn, hôi thối, đen đặc, kinh khủng như thế này vẫn cứ mặc nhiên tồn tại theo thời gian. Nước ở đây thì chủ yếu là hai cái nhà máy, một là nhà máy Hải An, hai là nhà máy chế biến hải sản của Minh Thái Sơn là chủ yếu. Là hiện tại bây giờ tôi đang đứng đây là toàn bộ cái dòng nước của Hải An và Minh Thái Sơn là thải chảy qua đường Nam Cấm và chảy xuống cầu Kẹt. Nhà máy nào xả nước thải chưa qua xử lý gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nghi Xá có thể chưa được khẳng định chính xác nên cần được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống ở đây là có thật. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để nhằm mục đích đảm bảo môi trường sống cũng như giữ vững được môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh tại đây.